Đến với bài giảng số 2, bài học số 2 của Learn Nouveau Toxicien. Bài ngày hôm nay thì rất tiếc là dung lượng watt wifi trong cái điện thoại của mình đã sắp hết. Và nhà mạng vừa mới thông báo cho mình là nếu mà hết dung lượng thì nó cắt của mình. Nên là ngày hôm nay thì mình sẽ trực tiếp trao đổi với các bạn bài học số 2 bằng cách offline, và sau đấy mình sẽ upload lên kênh YouTube của nhóm ngay sau khi hoàn thành. Và các bạn nhớ cố gắng theo dõi, đồng thời ghi ra vở và chăm chỉ làm bài tập hàng ngày. Đấy, tiến tới thì tụi mình rất là bận, và tụi mình sẽ, cũng sẽ livestream mỗi tháng một lần thôi. Và nếu các bạn, bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh. Tại vì khi mà upload lên kênh YouTube của nhóm thì YouTube sẽ báo về email của bạn, là cái email mà đăng ký kênh của tụi mình ấy. Và bạn có thể cập nhật được bài học mỗi ngày. Tại vì chúng mình cũng rất là bận, và chúng mình cũng sẽ không lên Facebook nhóm để trả lời và cập nhật hết tất cả các video của bạn 24/7 được, đúng không? Ok, vậy bài ngày hôm nay mình sẽ mình sẽ trình bày trực tiếp với các bạn ở trên này. Và mình sẽ sử dụng PowerPoint cũng như là bật trực tiếp cái giáo trình. Các bạn mở giáo trình Learn Nouveau Toxicien này, mở trang 17, số 17 ra nhé. Thì đây là bài số 2. Bài ngày hôm trước thì chúng ta đã hoàn thành, đúng không? Và không biết là các bạn đã học thuộc bài hội thoại như mình đã nói chưa? Và bài ngày hôm nay, và học thuộc từ mới đấy. Bài ngày hôm nay thì bài tiếp theo đấy là có tên là Kies. Đấy, mới đầu thì các bạn sẽ đọc cái bài này cho mình một lần, và chúng mình cùng nghe cái audio. Đấy, các bạn đọc xem có từ mới nào không. Ví dụ như ở đây mình cũng có thể nói từ mới cho các bạn. Các bạn vừa xem vừa mắt lên màn hình nhé. Đây, không biết như thế này các bạn nhìn rõ không nhỉ? Mình sẽ làm to thêm nữa. Ok chưa? Đây bạn nhìn hình này, hình đây là một cái tòa nhà cũng. Thì bài ngày hôm trước là các cậu sinh viên đi chào nhau, đúng không? Thì bài ngày hôm nay cũng tiếp theo câu chuyện của bài ngày hôm trước. Tức là có cậu sinh viên này ngồi ở đây. Đây là môi trường về trường học, đúng không? Kies. Kies thì như bài 1 các bạn đã biết rồi. Kies chính là, mình đã giải thích cho các bạn rồi. Chính là đây là ai, đúng không? Kies là đây là ai, hoặc là ai đây. Đấy. Đấy. Kies se nauko, đúng. Đấy là, và câu trả lời cho cái câu này sẽ là se và bla bla, chính là đây đây là, và tên người. Đấy. Sao bạn ấy hỏi là Naoko? Bạn ấy ngạc nhiên đấy. Oui, là vâng. Naoko Yamada. Đấy. Bạn tên là Naoko Yamada. Elle est étudiante. Là cô ấy là sinh viên. Elle est étudiante. Các bạn nghe lần đầu các bạn cũng đoán được đây là tên của một cô người Nhật, đúng không? Mình đoán luôn là cái tên Yamada giống như là Yamaha đấy, đúng không? Bạn nào đi xe máy Yamaha, là có cầu thủ bóng đá Yamaha của Nhật đấy. Cô ấy là sinh viên. Đấy. Thì các bạn lưu ý là chỉ nghề nghiệp của một ai đấy thì dùng động từ être, và sau đấy là một cái từ chỉ nghề nghiệp nhá. Và tiếp theo câu hỏi là Elle est sympa, là cô ấy có dễ mến không? Elle est sympa.
tức là cô ấy có dễ mến không? Đấy. Bạn trả lời oui. Elle est dans le cours de français. Tức là cô ấy học ở cái cours tiếng Pháp. Các bạn nhớ chữ C đây là C C din nhá. Vừa cây móc rồi này. Nhưng mà ở đây mình dùng bàn phím tiếng Việt. Gõ tiếng Việt cho các bạn cho nhanh nên mình không dùng bàn phím tiếng Pháp nhá. Nhưng mà các bạn viết thì các bạn lưu ý nhá. Là cô ấy học trong lớp học tiếng Pháp. Đấy. Tiếng Pháp mình dịch nuột ra là thế. Và tiếp theo là elle est japonaise. Đây là japonaise, chỉ là người Nhật, người Nhật Bản. Cô ấy là người Nhật Bản. Nhưng mà các bạn lưu ý là đây là tính từ giống cái nhé. Nếu mà tính từ giống đực sẽ là không có e ở đằng sau nhé. Khi đọc các bạn đọc chú ý đọc chữ g đấy nhé. Japonaise là giống cái đúng không? Giống đực japonaise là giống đực đúng không? Mình xin lỗi. Còn giống cái sẽ là japonaise. Nhớ đọc chữ g nhé. Japonaise. Đúng chưa? Cô ấy là người Nhật Bản. Đấy, như dự án của mình ban đầu đúng không? Tức là khi đọc một cái văn bản nào, nếu mà có hình thì các bạn nhìn hình trước và các bạn đoán là hình ấy chủ đề về cái gì, và trong đầu của bạn sẽ tưởng tượng ra là cảnh như thế nào, và bạn có vốn từ vựng như thế nào thì bạn tưởng tượng ra là trong bài này sẽ có từ vựng như thế nào. Như thế thì các bạn sẽ học rất là nhanh. Và khi mà bạn đọc đến đâu thì bạn lại liên tưởng tưởng tượng đến cái ý tiếp theo. Ví dụ như là bạn người ta hỏi là Kies thì mình nghĩ ra trong đầu câu tiếp theo sẽ là từ xe. Đấy, đó là. Đấy, rồi sau đấy sẽ là tên của cô này thì cứ cái tên nào giống giống Nhật Bản là Yamada, Yamaha đấy. Thì mình nghĩ cô này là người Nhật Bản. Đấy, thì câu tiếp theo sẽ là cô ấy là người Nhật Bản. Đấy, cứ như thế. Và hỏi là cô Nhật Bản mà cô ấy học tiếng Pháp đúng không? Thì câu hỏi tiếp theo sẽ là thế cô ấy sống ở Pháp à? Hoàn toàn logic đúng không? Sống ở Pháp học tiếng Pháp đúng không? Hoặc là cô ấy ở Nhật Bản à? Đấy. Đúng không? Để cho cái câu chuyện nó nhiều và nó là lành mạch. Elle habite en France. Các bạn lưu ý nhá. France là giống cái cho nên cái giới từ ở đây sẽ là en. Và Japon là giống đực cho nên giới từ ở đây sẽ là o. Nhớ nhá. En France. Japon. Giống như Việt Nam sẽ là O Việt Nam. Tại vì Việt Nam là giống đực đúng không? Cô ấy sống ở Pháp hay là ở Nhật Bản đúng không? Đấy. Và tiếp theo là cách học của mình là Khi mới vừa cho bài đọc thì mình sẽ nhìn hình và mình sẽ tra hết các từ mới. Và mình có mình đã thay cho các bạn tra từ mới và dịch cho các bạn rồi. Và nhiệm vụ của các bạn chỉ là nhớ từ mới đấy và đọc đến bao giờ mà thuộc các cái từ ấy thì thôi. Nếu các bạn thấy bé thì các bạn có thể bật full màn hình, to màn hình lên và các bạn học nha. Mình khuyến khích các bạn học trên máy tính chứ đừng học trên điện thoại. Ai không có máy tính thì nên đầu tư một cái. Ok. Mình đầu tư cho việc học mà. Cái gì cũng phải đầu tư đúng không? Ok. Và câu tiếp theo sẽ là đây là câu hỏi nhé. Thế cô ấy sống ở Pháp hay là ở Nhật Bản? Đấy. Thì câu tiếp theo câu trả lời sẽ là cô ấy sống ở Swiss là Thụy Sĩ nhé. Đây này, Swiss là Thụy Sĩ thì đất nước Thụy Sĩ là giống cái cho nên sử dụng giới từ là ang và à Geneva. Geneva là cái thành phố của Thụy Sĩ đúng không? Cái thành phố Geneva là thành phố ký hiệp định Paris đấy, đúng không? Đấy thì khi mà giới từ đứng trước từ chỉ thành phố sẽ là giới từ à
Đấy, các bạn học thuộc chỉ vài câu này thôi, nhưng mà ẩn 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 ý trong bài học này các bạn học được bao nhiêu là thứ, đúng không? Thứ nhất là nói về nghề nghiệp thì dùng như thế nào, để nói về sinh sống ở đâu thì dùng như thế nào, giống thực giống cái làm sao này, đúng không? Và giới từ dùng cho các nước giống cái là gì, giống được là gì, đúng không? E là Peter ăn shish đấy, à Genève. Đây là mình hoàn toàn không chuẩn bị cái gì, mình tới giờ mình rảnh là mình làm cho các bạn thôi, nên mà đấy, để thử thử sức của mình. Mình không có sự chuẩn bị nào cả nha. Cô ấy sống ở Thụy Sĩ, thành phố Genève, đúng chưa? Vậy là chúng ta đã cùng nhau dịch và hiểu bài hội thoại này, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghe, đồng thời hướng mắt lên màn hình. Chúng ta nghe bài hội thoại một lần. À, ok, có ấy. Đây, chúng ta nghe và sau đấy chúng ta sẽ vào phần tiếp theo, phần découvrir. Đấy. Đây này, cái phần này sẽ là à l'institut là tại cái học viện nhá, tại nơi học viện. Học viện, trường học đây. Đúng không? Chúng mình nghe đã nhá. Dialogue 3. Đây là bài 2. Tu t'appelles Giacomo. Tu es... Leçon 2. Dialogue 1. Qui est-ce? C'est Naoko, non? Naoko. Oui, Naoko Yamada. Elle est étudiante. Elle est sympa? Oui, elle est dans le cours de français. Elle est japonaise. Elle habite en France ou au Japon? Elle habite en Suisse, à Genève. Đấy, các bạn vừa nghe bài hội thoại số 2 đúng không? Bây giờ chúng ta vừa nghe, chúng ta vừa nhắc lại theo người Pháp nhé. Leçon 2. Leçon 2, leçon 2 là đây này, là bài số 2 nhá. Bài 2, tiếng Pháp còn gọi là leçon 2. Bài học số 2. Dialogue 1. Dialogue 1, tức là bài hội thoại số 1. Qui Qui est? Thấy chưa? Hỏi là đây là ai? Ai đây? Naoko, non? Naoko, oui. C'est Naoko, non? Naoko, tức là đây là Naoko phải không? Naoko, bạn bạn ấy ngạc nhiên, bạn ấy hỏi lại là Naoko à? Naoko Yamada, elle est étudiante. Này. Oui, Naoko Yamada, elle est étudiante. Các bạn nối chữ T với E lại với nhau nhá. Người ta đọc này. Oui, Naoko Yamada, elle est étudiante. Nhá. Elle est sympa. Elle est sympa. Cô ấy có tốt bụng không? Có dễ mến không? Elle est dans le cours de français. Oui, elle est dans le cours de français. Tức là cô ấy trong học trong khóa học lớp học tiếng Pháp. Elle est japonaise.
Elle est japonaise. Elle est japonaise, tức là cô ấy là người Nhật Bản. Elle habite en France ou au Japon? Elle habite en France ou au Japon? Ou au Japon? Elle habite en France. France. Các bạn nhớ phát âm đây nhá. France không phải là franc đâu, mà bạn phải sờ ra một cái France. Elle habite en France. Đây là câu hỏi, đúng không? Cho nên mình phải lên giọng ở cuối câu. Elle habite en France ou au Japon? Đấy. Có sự nối âm ở đây nhá. Elle habite en Suisse, à Genève. Elle habite en Suisse, à Genève. Bạn nghe thấy chưa? Không, mà cô ấy sống ở Thụy Sĩ và thành phố Genève. Ok. Thì chúng ta, bạn nào muốn nghe, đi nghe lại thì các bạn có audio, các bạn bật lại nhé. Hoặc là bạn có thể pause lại và tua lại cái phần trước của video này. Đây, chúng mình sang phần thứ 2 là découvert. Đấy. Découvert. Khám phá đấy. Số 1 là à institut, tức là tại học viện thì họ bảo là écoutez le dialogue en le dialogue, tức là bài hội thoại. Le là giống đực, là giống cái nhá. Edit si se vre, tức là và nói là nếu những cái câu này là đúng ou faux hay là sai. Se vre ou faux, đúng hay là sai. Vậy chúng ta cùng làm nhé. Các bạn à, các bạn cùng đọc đi. Nào, câu A là Naoko est une femme. Đúng không? Naoko là một người đàn bà, người phụ nữ. Thì đúng hay là sai? Une femme là người đàn bà, phụ nữ. Mình ghi hết các từ mình nghĩ là mới so với các bạn, tại vì đây là trình độ dành cho người bắt đầu mà. Nhưng mà trình độ dành cho người bắt đầu là có rất nhiều từ mới, cho nên mình nghĩ là mới so với các bạn. Và mình ghi hết nghĩa ra đây, các bạn chú ý ghi chép vào vở. Nếu ai mà không có điều kiện ghi chép thì chúng ta bật video lên nghe từng ngày một. Vì mình sẽ để public cho nhóm nhé. Ok. Vậy thì câu A sẽ là vrai, đúng không? Đúng. Vì cô ấy là cô gái. Vrai. Đúng chưa? Còn câu B này. Elle est française. À, cô ấy là người Pháp. Française. Hoặc là giống đực sẽ là français. Không có ơ nhá, không có ơ ở cuối. Thì là người Pháp. Thì câu này sẽ là faux, tại vì cô ấy là japonaise. Cô ấy là người Nhật nhá. Faux. Và mình có thể nói là elle japonaise. Đúng chưa? Câu tiếp theo này. Câu C này. Elle est professeur. Non. Elle est étudiante. Vậy thì câu này sẽ là sai. Và từ professeur là giáo sư ấy. Giáo viên. Vậy thì câu này sẽ là faux.
và sửa lại là Elle est étudiante, cô ấy là sinh viên, đúng không? Tiếp theo, elle habite en France. Elle habite en France. No. Đúng không? Thì câu này sẽ là faux tiếp. Và xin mình sửa lại là elle habite, habite en Suisse. Suisse. Et à Genève. Genève. Đúng chưa? Và câu cuối cùng, câu E. Elle est sympa. Oui, elle est sympa. Elle est sympa. Thì vrai. Đúng chưa? Câu cuối cùng là đúng. Vậy thì trong đây chỉ có là hai câu đúng thôi, đúng không? Câu A và câu E là đúng, còn tất cả đều sai cả. Và mình đã sửa sai, sửa câu trả lời chính xác ở bên cạnh. Ví dụ như là cái câu này, elle est française, non. Elle est japonaise, đúng không? Còn câu này là elle est professeur, non. Elle est étudiante, đúng không? Cô ấy là sinh viên. Còn đây là elle habite en France, non. Elle habite dans Suisse, à Genève. Đúng chưa? Ok, vậy là chúng ta đã giải quyết xong phần số 1 rồi, đúng không? Bạn nào nếu mà thấy chậm thì tua nhanh, còn bạn nào thấy nhanh thì pause lại hoặc là nghe đi nghe lại nhiều lần nhá. Ok, tiếp theo. Tiếp theo câu số 2 của phần mục số 2 này. Je regarde le page. Cái này là cái page này, giống như là cái thẻ sinh viên, thẻ hội viên đấy. Giống như lần trước mình đã nói này. Je regarde, đây là từ nguyên thể nhé. Tức là xem, nhìn. Le page et je joue le dialogue. Dialogue en, đúng không? Le dialogue en, tức là cái bài hội thoại trên này này. Đúng chưa? Je joue là đóng vai lại. Joue đóng động từ nguyên thể đấy. Đóng vai lại. Cách chia của động từ này như thế nào? Thì động từ này có tận cùng là er. Các bạn hãy xem cái series về ngữ pháp cơ bản, mình đã nói rất rõ cách chia của các động từ có tận cùng bởi er và các phân nhóm cần lưu ý rồi nhé. Các bạn xem lại. Đây từ mới nữa là le page là danh từ giống đực, có nghĩa là cái thẻ này hoặc là cái huy hiệu này đấy, cũng là le page nha. Ok, ví dụ như ở đây nom là họ, mình nhắc lại cho các bạn, nom là họ và prénom là tên. Nationalité, đấy là quốc tịch, đúng không? Vì nationalité là quốc tịch, nhưng mà danh từ đây là danh từ giống cái, cho nên đi theo cái tính từ chỉ quốc tịch luôn luôn là giống cái nhé. Bất kể là người đấy là nam hay là nữ. Ok, vậy các bạn có hiểu ý và có làm được không? Ví dụ nha, mình sẽ thay cái nông của cái cô này là vali, đúng không?
tên của cô ấy là Julia chẳng hạn nha. Julia và Vali. Ví dụ như là mình sẽ nói là Kies và bạn nói là c'est Julia, non? Đúng không? Julia, oui. Julia Vali, đúng không? Tên trước và họ sau nhé. Julia Vali. Đúng chưa? Elle est étudiante. Tiếp theo là elle est sympa, oui. Elle est dans le cours de français. Đấy. Elle est italienne. Đúng không? Elle est italienne. Và bạn hỏi là elle habite en France ou en Italie. Đấy, kiểu thế. Đúng không? Và tương tự. Đúng chưa? Nếu mà các bạn học trên lớp offline thì các cô sẽ bảo các bạn đóng vai như thế. Đúng chưa? Tiếp theo, mình giải quyết phần tiếp theo là phần 3 nhé. Số 3 này, écouter, đây là động từ nguyên thể, tức là nghe. Le dialogue de et associer là nối nhá, nối tương ứng đấy. Associer là từ nối tương ứng, kiểu thế. Les personnes, tức là nối tương ứng với những người này. Aux professions, tức là những nghề nghiệp của những cái người đấy. Ví dụ nha, mình ghi là les personnes aux professions, tức là nghề với những nghề nghiệp của những người đó, đúng không? Cái giới từ ô này, ô chính là bằng à này, cộng với lê, tức là bằng ô. Thì giới từ này nhá, các bạn có thể học ở phần ngữ pháp, hoặc là nếu mà phần ngữ pháp trong sách này người ta không giới thiệu thì chúng ta tự học nhá. Các bạn lấy cái sách ngữ pháp cơ bản tiếng Pháp ấy. Nếu bạn không có thì các bạn có thể comment ở dưới video và xin tôi sẽ up lên cho các bạn. Nào, bây giờ thì có hình đĩa này này, là tức là chúng ta sẽ nghe audio, và chúng ta nghe audio xong thì chúng ta sẽ nối các cái tên này, chỉ người này với nghề nghiệp tương ứng của họ. Nhưng mà trước khi nghe mình sẽ nói cái mẹo nghe là như này, mẹo nghe hiểu là như này. Nếu như mà các bạn đã xem cái video radio số 4 của tôi về cách học từ vựng hiệu quả thì các bạn cũng sẽ biết là cách nghe của tôi như thế nào. Mới đầu thì tôi sẽ đọc hết tất cả các bài đọc và chúng tôi hiểu rõ các bài đọc đấy cả đã rồi tôi mới nghe, đúng không? Cũng giống ở đây, tôi sẽ giúp cho các bạn hiểu các cái từ mới trong này và các bạn hiểu câu hỏi đã, rồi các bạn nghe và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết từng vấn đề một. Ví dụ này, thứ nhất là professor. Như tôi đã nói ở trên, professor là giáo viên hoặc là giáo sư. Secretaire tức là thư ký. Mới học thì các bạn chắc các bạn có nhiều từ mới nên các bạn chú ý ghi ra. Assistant là trợ lý. Étudiant là sinh viên, như trên mình đã nói rồi. Direct
directeur, giám đốc hoặc là giám hiệu, hiệu trưởng đấy. Ok, tùy nhá, tùy ngữ cảnh thì chúng ta dịch đấy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe. Chúng ta cùng nghe nhé. Qui est-ce? C'est Naoko, non? Non. Dialogue 2. Café, thé? Café, s'il vous plaît. Qui est-ce? Ah, c'est Émilie Constant, l'assistante de Monsieur Devaux, le directeur. Et elle, c'est la secrétaire, Madame Moreno. Et lui, qui est-ce? C'est Pierre, il est professeur. Elle, c'est Anna. Elle est étudiante et elle est belge. Et Luigi, lui, il est italien. Carlos est espagnol et Lynn est chinoise. Đấy, các bạn muốn nghe lại một lần nữa. Nghe lại lần Dialogue 2. Café, thé? Café, s'il vous plaît. Qui est-ce? Ah, c'est Émilie Constant, l'assistante de Monsieur Devaux, le directeur. Et elle, c'est la secrétaire, Madame Moreno. Et lui, qui est-ce? C'est Pierre, il est professeur. Elle, c'est Anna. Elle est étudiante et elle est belge. Et Luigi, lui, il est italien. Carlos est espagnol et Lynn est chinoise. Ok, các bạn có nghe thấy gì không ạ? Và bây giờ thì mình sẽ bật transcript cho các bạn nghe một lần nữa các bạn để rõ hơn nhá. Còn những cái vấn đề gì về ngữ pháp như ở trên đây này, dưới từ ô này, các bạn không hiểu rõ thì các bạn có thể comment ở dưới video để mình giải đáp sau nhá. Phần transcript. Các bạn nên nghe một lần, sau đấy các bạn bật transcript lên, các bạn dịch hết nghĩa cả các từ. Đấy, đây là Dialogue 2, là bài hội thoại số 2. Và bây giờ mình sẽ bật cho các bạn nghe. Trước khi bật cho các bạn nghe thì chúng ta cùng hiểu nghĩa của những cái từ trong Dialogue 2 này. Đúng không? Ở đây thì các bạn đã hiểu nghĩa của các từ trong câu hỏi và trong bài hội thoại thì như thế nào. Này, cà phê, các bạn biết rồi đúng không? Tên tiếng Việt mình cũng như thế, là cà phê, tê là trà nhé. Tê là trà. S'il vous plaît, tức là làm ơn nhé. Cái từ này có thể được viết tắt là s'il vous plaît, tức là bằng với please trong tiếng Anh đấy, là làm ơn, nói cách nói lịch sự ấy. Và thường thường người ta sẽ viết tắt là SVP. Đấy. Này S là ở đây này, V là chữ vu này, P là chữ play. Đấy. Hoặc là trong tình huống thân mật sẽ là từ này sẽ là vu chuyển thành tơ. Đấy, sister play. Đấy. Khi mà bạn nói với bạn bè thân thiết của bạn, qui est là trước người nha, ai đấy, assistant là assistant đấy, đây có từ mới này rồi mình ghi rồi nhá, director, là belge, belge là người Bỉ. Elle est belge. Ah,
sinh sửa. Nào, cô ấy là người bị đấy. Usili là Italian, Espanol là Tây Ban Nha nhé. Espanol là giống cái sẽ là Espanol à vị ơ nhá. Người Tây Ban Nha. Lin e Chinois. Chinois là người Trung Quốc nhá. Nếu mà Chinois không có ơ thì là giống đực, còn Chinois là giống cái, đúng không? Ok, vậy là các bạn đã hiểu bài hội thoại này đúng không? Mình dịch một lần nữa này. Cà phê hay là trà? Cà phê. Xin làm ơn cho tôi một cốc cà phê. Đây là ai? Đây là Emile Constant, một trợ lý của cái ông De Vaux. Đấy. Ông De Vaux là ông director, là ông giám đốc. Giám đốc thường hay đi với trợ lý đúng không? Et elle, c'est la secrétaire, tức là cô ấy là thư ký, madame, bà ấy là thư ký, bà M-E, đây là viết tắt của madame nhé. M là viết tắt của monsieur, còn M-E là viết tắt của madame. Còn M-E-L-L là viết tắt của mademoiselle. Mademoiselle là cô gái trẻ ấy. Chưa ấy chồng ấy. Hay bé quá đúng không? Các bạn zoom lên nhá. Zoom lên thì mình nghĩ là không bé lắm đâu. Ủa. Sao như này. Chưa. Đây. Ok chưa? Máy chưa? Đấy. Et lui, tức là còn anh này. Anh này là ai? Đây là Pierre. Anh ấy là giáo viên. Và đây là cô Anna. Cô ấy là học sinh, sinh viên ấy. Và cô ấy là người Bỉ. Luigi, lui, tức là anh Luigi này. Thì anh ấy là người Italia. Và Carlo là người Tây Ban Nha. Và Lin là người Trung Quốc. Đấy, bạn đọc cái bài hội thoại ngắn này thôi là bạn đã thành thạo tất cả các ngữ pháp về hỏi người, hỏi tên, hỏi nghề nghiệp và hỏi quốc tịch rồi. Đấy, các bạn không cần phải học đâu xa nhá. Mỗi ngày chỉ cần học thế thôi. Nào, bây giờ chúng ta hãy nghe một lần nữa nhé. Và quay trở lại trả lời câu hỏi. Dialogue 2. Dialogue 2. Bài hội thoại số 2. Café, thé, café, thé. Đấy. Là cà phê hay là chè? Café, s'il vous plaît. Qui est? Café, s'il vous plaît. Qui est? Cà phê, xin một cốc cà phê. Làm ơn cho tôi một cốc cà phê. Đây là ai đây? Ah, c'est Emily Constant. La... Ah, c'est Emily Constant. Các bạn có sự nối âm mình nghe nhé. C'est Emily Constant. Tên họ đấy. Assistante de Monsieur De Vaux, le directeur. L'assistante de Monsieur De Vaux, le directeur. Directeur. Et elle, c'est la secrétaire. Et elle, c'est la secrétaire. Madame Moreno. Madame Moreno. Et lui, qui est-ce? Et lui, qui est-ce? C'est Pierre, il est professeur. C'est Pierre, il est professeur. Elle, c'est Anna. Elle, c'est Anna. Có sự nối âm ở đây nhé. Elle, c'est Anna. Elle est étudiante et elle est belge. Elle est étudiante et elle est belge. Et Luigi, lui, il est italien. Luigi, lui, il est italien. Sự nối âm nhé. Khi mà phụ âm cuối, thường thường phụ âm cuối khi đi với một nguyên âm thì có sự nối âm. Và cái sự nối âm đấy, phát âm là gì?
thì chúng ta để ý, chúng ta sẽ biết nhé. Carlos est espagnol. Carlos es español. Ở đây có hai sự nối âm này. Calo này. Cái anh Calo này này. Anh có chữ S. Tên anh ấy có chữ S bên cạnh. Chữ F, chữ A, chữ E sẽ nối với nhau đúng không? Chính vì vậy người ta sẽ đọc là Carlos es español này. Chữ T đây, nối đây. Carlos es español. Đúng không? Carlos es español. Không có L nhé, nếu mà nhờ L thì là giống cái. Español thì là giống đực. Español thì là giống cái nhé. Ở đây không, ở đây là anh chàng, cho nên sẽ là chỉ là Español. Español. Eline est chinoise. Eline est chinoise. Chúng ta nghe lại một lần nữa nhé. Dialogue 2. Café, thé? Café, s'il vous plaît. Qui est-ce? Ah, c'est Émilie Constant, l'assistante de Monsieur Devaux, le directeur. Et elle, c'est la secrétaire, Madame Moreno. Et lui, qui est-ce? C'est Pierre, il est professeur. Elle, c'est Anna. Elle est étudiante et elle est belge. Et Luigi, lui, il est italien. Carlos est espagnol. Oui, các bạn nghe không? Carlos est... Espagnol. Eline est chinoise. Eline est chinoise. Đấy, các bạn nghe theo và các bạn nhảy lại đến bao giờ thuộc thì thôi. Thuộc ở đây là thuộc cái cách phát âm, cách đọc của họ và cách nối âm ở chỗ nào, nối âm chỗ nào, không nối âm, phải nối âm như thế nào. Đấy, ok, vậy chúng ta vừa đã nghe cái bài hội thoại số 2. Chúng ta đã nghe vài lần và chúng ta đã dịch, chúng ta đã hiểu hết bài. Ok. Và chúng ta hãy quay trở lại. Chúng ta trả lời câu hỏi. Ở trên chúng ta quay trở lại trang 17 đúng không? 16 hay 17? 17. Đây. Chúng ta trả lời câu hỏi này. Vậy thì câu A sẽ tương ứng với số 5, đúng không? Mình sửa bài nhé. Ông Monsieur Devaux sẽ là sửa bài 3. Câu A sẽ tương ứng với cái số 5. Câu B, Emily Constant là tương ứng với số mấy? Số 3 đúng không? Cô Bích, người số 3 là trợ lý. Câu C, Pierre tương ứng với nào? Cái anh Pierre là professor đúng không? C tương ứng với số 1. Đúng chưa? Còn D, Madame Moreno, tương với số 2, bà ấy là thư ký. Và cô Anna tương với số mấy? Số 4, cô ấy là sinh viên, đúng chưa? Ok, vậy là chúng ta đã xong phần 3. Tiếp theo. Theo, phần tiếp theo này, grammar là phần ngữ pháp. Mới đầu học thì chúng ta sẽ có rất nhiều là ngữ pháp mới đúng không? Nhưng mà mỗi bài thì mình nhắc các bạn là nên học thuộc bài hội thoại, vì trong bài hội thoại có hết từ vựng và có hết ngữ pháp rồi. Ok, và phần thứ nhất của phần ngữ pháp sẽ là l'article défini, tức là mạo từ xác định. Au singulier, tức là mạo từ xác định ở số ít. Masculin, giống đực thì sử dụng là le. Còn feminin, giống cái thì sử dụng là la. Ví dụ, le cours d'allemand là le cours d'allemand, tức là
lớp học tiếng Đức. Yeah. Lơ là dùng đực, là mạo từ xác định dùng đực. Còn la là mạo từ xác định dùng cái. Yeah. La đen đen tis từ từ Marina. Đấy, là dentist là nha sĩ đấy. Nha sĩ, bác sĩ nha sĩ đấy, của Marina. Bác sĩ nha sĩ đấy. L là mạo từ xác định giống đực. La là mạo từ xác định giống đực, tương ứng là cái. Tại vì mình dùng định dạng tiếng Việt cho nên khi gõ nó nhảy sang tiếng Anh đấy. Còn khi mà L với la theo sau nó là một nguyên âm, đúng không? Thì đổi thành L với dấu phẩy. Ví dụ như là l'étudiant hoặc là l'étudiante. Étudiant là giống đực, còn étudiante là giống cái. L hay la đổi thành dấu phẩy này, đúng không? L phẩy cái. Còn mạo, mình nói thêm nhé, mạo từ không xác định định sẽ là mạo từ số ít, không xác định số ít sẽ là on hoặc là win. Đối với giống đực là on, còn giống cái là win. Còn đây là mạo từ xác định nhé. Xác định là lơ la, còn không xác định sẽ là on win. Cái này thì các bạn nên tự học bằng học ngữ pháp. Ai không có sách comment bên dưới video để tôi up lên cho mà học. Ok. Những ai không chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh nhá. Ok. Chưa. Vấn đề ngữ pháp tiếp theo nữa đấy chính là vấn đề ngữ pháp tiếp theo nữa đấy chính là giống của danh từ và tính từ. Ví dụ này, trong trường hợp thông thường thì danh từ giống đực như là ăn, nasiston và tính từ tương ứng của nó là polone. Còn trong khi mà đổi sang giống cái thì ăn này, mạo từ này chuyển sang uin, asistante và polonaise. Chưa? Đấy là trong trường hợp tương hợp với giống, trường hợp thông thường. Còn trong trường hợp đặc biệt này là ăn director, ăn win directed, chưa? Italian, chưa? Nhưng mà lưu ý, nếu như các bạn đã học cái series nghề ngữ pháp cơ bản của mình có cho hai video về hack não danh từ trong tiếng Pháp, danh từ giống đực, danh từ giống cái, thì các bạn cũng còn nhớ là trong trường hợp đặc biệt thì trường hợp ngoại lệ ấy, thì có những danh từ mà luôn luôn là ở giống đực, ví dụ như là từ professor, giống như đây sẽ là le professor. Ngoài ra còn có từ là
Docteur, le docteur. Đúng chưa? Giống đực này, hoặc là giống cái. Ví dụ, le la secrétaire, le la dentiste, le la photographe. Đấy. Il est belge, elle est belge. Đấy. Đấy là trường hợp mà giống đực hay giống cái chỉ phân biệt với nhau bởi cái mạo từ phía trước mà thôi. Đúng chưa? Còn đây là một cái danh từ mà luôn luôn ở giống đực. Luôn luôn với mạo từ trước là le. Đúng chưa? Các bạn có lưu ý gì không? Mình viết cái trường hợp ngoại lệ nhé. Ngoại lệ. Ngoại lệ. Cái này mình đã nói rất là chi tiết ở phần hack não danh từ giống đực và giống cái trong tiếng Pháp. Rồi, trường hợp các bạn vào đấy xem nhá. Ngoại lệ là các từ luôn luôn ở giống đực sẽ là professeur, le docteur. Được chưa? Còn dụ nha, giống được hoặc giống cái không đổi ví dụ dụ như là le hay la secrétaire. Ông hay là bà thư ký hoặc le hay là dentiste, ông hay là bà nha sĩ, hoặc le hoặc là photographe, ông hay là bà nhiếp ảnh ấy, nhiếp ảnh. Ví dụ như đây là il est belge hoặc là elle est belge. Đấy, anh ấy hoặc là cô ấy là người Bỉ. Không đổi đúng không? Ngoài ra các bạn nhớ vào phần vào video mang tên là hack não các danh từ giống cái trong tiếng Pháp của nhóm để học nhé. Nhớ nhá, tại vì trong đây mình đã phân biệt rất là chi tiết cách nhận biết danh từ giống đực hay giống cái, đúng không? Nếu mà các bạn nào mà chưa học thì các bạn nên vào học, mình đã làm rất là công phu rồi. Tiếp phần ngữ pháp tiếp theo là phần phần ngữ pháp tiếp theo trong cái bài học ngày hôm nay, tức là phần giới từ. Giới từ và theo sau giới từ là tên của một quốc gia, một đất nước hay là tên của một thành phố. Position tức là các giới từ nông de bay e de win. Mình dịch cho các bạn dễ hiểu rồi nhá. Tại vì các bạn mới bắt đầu thì hơi khăn cho các bạn trong cái việc hiểu. Tại vì vốn từ vựng của bạn chưa có nhiều. Thế nên mình dịch ra kiểu như song ngữ cho các bạn dễ hiểu là tên của các đất nước hay và thành phố
Vậy thì theo sau danh từ chỉ tên của đất nước hoặc là thành phố thì tương ứng với cái giới từ nào? Thì ở đây như mình đã nói trong bài hội thoại thì giới từ ong. Ong là đi theo, sau nó là danh từ chỉ đất nước, nhưng mà giống cái đúng không? Ví dụ như là La France, các bạn sờ cái nhé, France. Ví dụ cái câu là habite en France, tôi sống ở Pháp, đúng không? Ong. Đấy, tô động cái, được chưa? Còn Italy là nước Ý. Ý mà là dùng cái, cho nên mà sẽ là La Pite en Italy. Nói tóm lại, on là giới từ và đi theo nó là đất nước, là giống cái hoặc là đất nước có nguyên âm đằng trước. Đấy, ví dụ như Italy chẳng hạn. Được. Còn ngược lại, giới từ ô. Rõ hơn thì các bạn nhớ học ngữ pháp nhé. Học thêm về ngữ pháp thì các bạn sẽ biết được. Học ngữ pháp này, đừng học chay. Học ngữ pháp xong rồi làm bài tập ngữ pháp thì các bạn sẽ biết được thôi. Và theo sau nó là pays masculin, tức là đất nước giống đực. Trong tiếng Pháp khó hơn tiếng Anh một cái là nó chỉ ra cái giống đực giống cái của cái từ đấy luôn, đúng không? Ví dụ nhỉ, le Japon tức là đất nước Nhật Bản. Đất nước Nhật Bản thì là giống đực, đúng không? Vậy thì trong câu thì nó sẽ là ra bit o Japon. Đấy, tôi sống ở Nhật Bản. Thì ra là tôi sống ở Nhật Bản. Trong bởi các bạn cũng ghi giống y hệt như mình đã gõ ra cho các bạn như thế này. Thì khi mà các bạn ôn lại bài, các bạn sẽ nhớ rất là lâu và nhớ rất là rõ. Ví dụ giới từ cuối cùng đề cập trong bài ngày hôm nay là giới từ A. Giới từ A thì theo nó sẽ là tên của thành phố nha. Ví dụ như là Y La Pite A Paris, hoặc là A Gom, là A Tokyo, là anh ấy sống ở thành phố Tokyo. Ok. Gom là ở Ý đúng không? Tokyo là Nhật Bản. Ok, vậy là chúng ta đã cùng nhau mổ xẻ cái ngữ pháp của bài này. Ngữ pháp rất là cơ bản nhưng mà cũng rất là quan trọng trong cái sự hình thành cái khả năng ngôn ngữ của các bạn. Và các bạn nên nhớ là chúng ta đừng học ngữ pháp chay, chúng ta học trong ngữ cảnh. Ngữ cảnh là sao? Giống như là trong bài hội thoại, mình khuyên các bạn là nên học thuộc bài hội thoại. Chính là vì thế, ví dụ như bài hội thoại này thì các bạn đã ôn lại tất cả các ngữ pháp trong này. Ví dụ như là elle est étudiante, đấy, cái danh từ être tương ứng với cái cô ấy giống cái ở đây sẽ là tính từ giống cái ở đây, đấy, chẳng hạn. Danh từ chỉ nghề nghiệp giống cái ở đây, hoặc là habite en France, đấy, thì tên một đất nước giống cái sẽ là on, giới từ ăn, và theo sau một thành phố là giới từ à, và theo sau một đất nước giống đực sẽ là
giấy từ O. Đấy, nó có hết trong bài hội thoại này. Các em chỉ cần học, các bạn chỉ cần học trong bài hội thoại đấy là nắm hết tất cả những cái ngữ pháp người trong đây nói với viết thì dài dòng thế thôi, nhưng mà khi các bạn học bài hội thoại rồi, các bạn ứng dụng trong cuộc sống thì các bạn sẽ làm rất là nhanh. Mình đảm bảo với các bạn sẽ tiến rất là nhanh, tại vì các bạn có phương pháp mà mình đã truyền cho các bạn rồi. Đấy, còn phần savoir là biết này. Savoir nó là biết. Trong bài này các bạn biết là gì? Bạn biết identifier une personne, tức là identifier tức là xác định, xác định một người, xác nhận một người, xác nhận một người. Thì cái câu là qui est, tức là đó là ai, là vậy thì là xe, đây là tên người đó, hoặc là yes, pen, là đây là tất cả những cái câu mà để xác định một người nào đấy này. Yes, pen, các bạn nhớ không? Cái từ sapele là cái động từ, nguyên thể của nó là sapele, là tên là, đấy, gọi là. Gọi là, đây là động từ phản thân và cách chia của nó như là động từ đơn giản nhóm er. Các bạn xem cái, xem cái chuỗi ngữ pháp cơ bản chia động từ của mình để các bạn biết nhá. Cơ bản đấy, mình bôi đỏ những cái mà các bạn cần vào đấy để các bạn biết. Trong đấy mình đã tổng hợp ra cho các bạn rất là nhiều cái trường hợp và cái cách chia thì các bạn nhớ, cho nên rất là dễ cho các bạn. Các bạn không cần phải làm cái bước đấy nữa, mà mình đã làm cho các bạn. Nhiệm vụ của các bạn là chỉ là học theo và nhớ thôi. Đấy, il est français. Đấy, anh ấy, cô ấy là người Pháp, là anh ấy, cô ấy là photographer, tức là nhiếp ảnh gia, là étudiant hoặc là étudiante, là sinh viên, hoặc là sống ở Paris, habite à Paris, hoặc en France, sống ở Paris, thành phố Paris của nước, trong nước Pháp, ở nước Pháp. Đấy nha, ok. Vậy là chúng ta đã giải quyết xong cái mục đấy rồi. Và đến bài tiếp theo. Trang tiếp theo. Bây giờ mình đặt to lên để mình nhìn. Đây, chúng ta, đây. Chúng ta sẽ đến phần entraînez-vous, tức là phần luyện tập. Đây, mình sẽ mở to ra cho các bạn. Đây. Phần entraînez-vous, tức là phần luyện tập đấy. Entraîner là luyện tập, các bạn luyện tập. Số 2, homme ou femme, đúng không? Là m là ou femme, tức là đàn ông hay đàn bà. Đấy, và nhiệm vụ của chúng ta là écouter et dire si la phrase est masculin ou féminin, tức là chúng ta nghe này và nói xem liệu cái câu này là giống đực hay là giống cái. Ok, vậy thì chúng ta, mình sẽ bật cho chúng ta nghe một lần và chúng ta sẽ mở transcript ra, mình sẽ luyện tập cho các bạn. Cách nghe của mình luôn luôn là thế, luôn luôn là mở bài nghe ra, nghe và sau đấy mở transcript ra xem. Café, thé? No. Entraînez-vous. Entraînez-vous. Activité 2. Activité 2, tức là hoạt động số 2. Il est professeur d'italien. 2. Lou est chinoise. 3.
Elle est belge. 4. C'est l'assistante de Monsieur Deveau. 5. Paul est mon assistant. Ok. Entraînez-vous. Vậy thì chúng ta đã chúng ta đã nghe một lần và bây giờ mình đã bật cho các bạn transcript của phần entraînez-vous đây. Các bạn mình sẽ dịch cho các bạn trước nhá. Thì các bạn hiểu đã, rồi các bạn nghe lại lần hai là các bạn sẽ hiểu rất là dễ dàng. Il est professeur d'italien, tức là anh ấy là giáo viên người Italia. Còn Lou est chinoise, Lou là người Trung Quốc. Elle est belge, là cô ấy là người Bỉ. Là c'est l'assistante de Monsieur Deveau, tức là đó là cái trợ lý của ông Deveau. Paul est mon assistant, tức là Paul là cái trợ lý của tôi. Đấy, mình đã dịch cho các bạn một lần và bây giờ các bạn nghe thì các bạn sẽ nghe rất là rõ. Mình sẽ bật cho các bạn nghe lại. Entraînez-vous. Activité 2. Entraînez-vous. Đấy, entraînez-vous. Đây. Activité 2. 2 đây. Activité là hoạt động nhá. Activité. Hoạt động. Đấy. À. Il est professeur d'italien. Đấy, un. Il est professeur d'italien. Tức là đây là giáo sư người Italia. Deux. Lou est chinoise. Deux. Lou est chinoise. Trois. Elle est belge. Elle est belge. Quatre. C'est l'assistante de Monsieur Deveau. C'est l'assistante de Monsieur Deveau. 5. Paul est mon assistant. Paul est mon assistant. Đấy. Ok, vậy là chúng ta đã nghe một cái activité 2 rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại trang số 17 để chúng ta trả lời câu hỏi của bạn này. Được chưa? Số 18 chứ, xin lỗi các bạn, số 18 nha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe một lần và các bạn sẽ trả lời cùng mình. Mình cũng viết câu trả lời vào đây cho các bạn đối chiếu là câu tương ứng với 5 câu đấy, câu nào sẽ chỉ là người đàn ông và câu nào sẽ là chỉ người đàn bà, hoặc là nói cách khác là câu nào là sẽ là giống đực, câu nào sẽ là giống cái. Entraînez-vous. Activité 2. 1. Il est professeur d'italien. Đấy, như thế thì là số 1 sẽ là masculin, đúng không? Il est professeur d'italien, đúng không? 2. Lou est chinoise. Lou est chinoise. Đấy, số, vậy thì số 2 sẽ là féminin. 3. Elle est belge. Elle est belge. Số 3 cũng là féminin. 4. C'est l'assistante de Monsieur Deveau. Các bạn có nghe người ta nói chữ tăng assistant phía dưới không? Đấy là giống cái nha. Sac. Paul est mon assistant. Đấy. Câu cuối là mon assistant, không phải là assistant, đúng không?
Vậy là sẽ là giống được. Đúng không? Đấy, bài sử của mình là như thế. Các bạn có ý kiến gì thì ghi comment dưới video. Thích thì like. Có vấn đề gì thì comment. Ok. Cảm ơn các bạn. Các bạn nhờ đấy mà chúng mình biết được là các bạn có tương tác với chúng mình, có học bài. Carte visite. cái carte visite ấy. Đây, các bạn nhìn thấy trên hình là 1, 2, 3, 3 cái carte visite ở đây. Thì nhiệm vụ của bạn là écouter et associer une carte de visite à un dialogue. Đấy, các bạn nghe và các bạn nối những cái carte visite này trong bài hội thoại. Bây giờ trước khi vào bài nghe thì mình sẽ giới thiệu hết những cái những từ mới có trên cái carte visite và các bạn có thể hiểu được. Ví dụ như Francis Monge, tức là đây là cái tên này. Carte visite luôn luôn có tên của người đấy đúng không? Đấy, đây là cái tên luôn luôn là to nhất. Đăng tester tiếp theo là không biết là chúng ta đã xem cái carte visite hoặc là làm carte visite chưa. Đây là cái mẫu của cái carte visite. Đấy, tên này, sau đấy là nghề nghiệp. Đăng tester là nha sĩ này. Trước rendezvous tức là phải đặt hẹn nhá. Thường thường nha sĩ ở Pháp thì rất là hiếm cho nên đặt hẹn phải đặt hẹn trước đấy khoảng 2-3 tháng. Thì ví dụ hôm nay đặt hẹn thì 2-3 tháng sau mình được khám nha sĩ. Đúng không ạ? Đấy, đặt hẹn. Đấy, trước khi bạn đến thì bạn phải đặt hẹn, chứ không như ở Việt Nam mình đến là mình khám được ngay. Và telephone là số điện thoại. Và số điện thoại ở Pháp thường là ghi hai số một rồi cách ra ghi hai số và có 10 số. Được chưa? Tiếp theo là photographer, là nhiếp ảnh gia. Và đây sẽ là email để người ta liên lạc. Còn đây là directrice commercial, tức là giám đốc thương mại. Directrice, đúng không? Nếu mà giống đực sẽ là director. Giống cái sẽ là directrice commercial và giám đốc thương mại. Giám đốc thương mại. Đúng chưa? Và đây có ghi đây là address, địa chỉ mà thôi. Số 7 này, Rue de la Liberté này, phố Liberté, Bruxelles. Còn đây số 1000, đây là code postal. Tại vì địa chỉ ở bên Pháp luôn luôn là số phố này, số này, số nhà này, phố này và số mã bưu điện và cuối cùng là thành phố. Chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ nghe một lần, sau đấy chúng ta sẽ nhìn trên script. Entraînez-vous. Activité 3. 1. Elle est française? Non, elle est belge. 2. Vous êtes directeur commercial? Non, je suis dentiste. 3. La directrice, c'est vous? Mais non, je suis photographe. Ok, vậy là chúng ta đã nghe một lần và bây giờ chúng ta hãy hướng mắt lên màn hình. Chúng ta cùng nghe một lần nữa và dịch cái transcript này. Entraînez-vous. Activité 3. 1. Elle est française? Non, elle est belge. 2. Vous êtes directeur commercial? Non, je suis dentiste. 3. La directrice, c'est vous? Mais non, je suis photographe. Ok, vậy là chúng ta cùng dịch cái bài này nhá. Ví dụ như elle est française, cô ấy là người Pháp à? Non, elle est belge. Không, cô ấy là người Bỉ. Câu số 2 là
Vous êtes directeur commercial. Anh hay ông là giám đốc thương mại à? Non, je suis dentiste. Không, tôi là nha sĩ. Và câu thứ ba là la directrice, c'est vous? Bà là giám đốc à? Mais non, je suis photographe. Không, tôi là nhiếp ảnh. Vậy thì quay trở lại cái nhiệm vụ của bài ngày hôm nay, chúng ta quay trở lại trang 17 nhé. Ở trang 17 rồi. Quay trở lại nhiệm vụ bài ngày hôm nay của chúng ta là chúng ta phải nối cái bài hội thoại này cùng với cái card visit này. Không biết các bạn có nhớ gì không? Và bây giờ chúng ta cùng nghe và cùng sửa bài nhé. Entraînez-vous. Entraînez-vous. Right. Là activité 3. Activité 3, tức là hoạt động số 3. 1. Elle est française? Non, elle est belge. Bạn thấy chưa? Elle est française? Non, elle est belge. Vậy thì tương ứng với hình nào nhỉ? Số 1 là hình C. Tại vì sao? Tại vì đây này, đây là Bruxelles là ở Bỉ đúng không? 1 là C. Câu số 2. 2. Vous êtes directeur commercial? Non, je suis dentiste. Các bạn thường nghe non, je suis dentiste. Các bạn chọn luôn là hội thoại 2 là A, đi cho nhanh. Đấy, khi nghe mình chỉ nghe cái keyword đấy thôi và mình đoán ra và mình trả lời luôn, không cần nhiều. 3. La directrice, c'est vous? Mais non, je suis photographe. Photographe. Bạn nghe được từ photographe là bạn chọn ngay. Số 3 sẽ là câu B. Ok, được chưa ạ? Chúng ta sang phần tiếp theo của bài này. Là phần số 4. Pays nationalité. Mình đi lấy cốc nước đã. Các bạn đợi mình trong vòng 1 phút. Alo, mình đã quay trở lại. Và chúng ta làm tiếp phần số 4. Sao hết rồi? Pays et nationalité. Tức là đất nước và quốc tịch. Số 4. Mình dịch tương ứng ra đây nhé. Đất nước và quốc tịch. Đấy. Phần 1 sẽ là complété, tức là hoàn thành. Nguyên thể của nó là khi mà bạn thấy một cái động từ nào đã chia thì bạn nên định hình ra trong đầu là động từ nguyên thể là gì. Tập cái thói quen đấy thì các bạn sẽ học rất là nhanh. Hoàn thành.
les phrases, tức là câu. Phrase là câu nhé. Phrase, câu. Avec là với. Avec, với. Ăn, u ô, là giới từ ăn hay là giới từ ô. Như ở trên thì phần ngữ pháp mình đã nói các bạn, ăn khi đi theo sau là một nước giống cái hoặc là một nước có nguyên âm đằng trước. Còn ô là theo sau là một nước giống đực, đúng không? Ví dụ này, bài ở đây thì chúng ta sẽ thấy là cái bạn Chun này, Apit à Tokyo. Vậy thì chấm ba chấm đây mình sẽ để là ăn hay là ô. Japon, ở đây người ta có gợi ý là Le Japon, tức là Japon là giống đực. Vậy thì chúng ta sẽ sửa bài, chúng ta sẽ ghi là câu A sẽ là ô, đi về giới từ ô. Au Japon, François habite à Bruxelles. Còn Belgique là La Belgique, người ta gợi ý này, đây là đất nước giống cái, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ ghi là ăn. Câu B sẽ là ăn, ăn Belgique. Còn nữa là Carlo habite à Madrid. À đây, theo sau là thành phố nha, thành phố Madrid. Và l'Espagne, đây theo sau là một nguyên âm, thì là câu C là ăn Espagne. Còn câu D là Claudia habita à Vienna. Đây l'Autriche là Áo nhá, nước Áo. Mình ghi ra đây cho các bạn. Autriche, nước Áo. Đây. Tránh nhầm lẫn với Australia nhá, Australia nhá. Autriche là Áo. Vậy thì ở đây câu D vẫn là ăn. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có chỉ một ô thôi, còn tất cả đều là ăn cả. Đúng không? Ok. Tiếp theo. Mục số 4. Theo bài số 2, Mette les phrases au masculin, tức là đặt cái câu này, viết lại cái câu này theo giống đực. Đây các bạn đều là giống cái cả, đúng không? Japonais, belge, espagnol, autrichien. Đấy, autrichien đều là giống cái cả. Bây giờ chúng ta hãy viết lại bằng giống đực. Vậy thì chúng ta sẽ autrichien là người nước Ý nhá. Này, Autrich là nước Ý này, còn chỉ quốc tịch, chỉ người nước Ý sẽ là Autrichien, là giống cái. Vậy thì giống đực sẽ là sao, thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết từng ý một. Đây mình sẽ ghi cho các bạn sửa bài đây nhá. Sửa bài. Mình sẽ ghi các bạn, và các bạn nhớ, các bạn có tài liệu trên nhóm Facebook rồi, các bạn tải tài liệu xuống và các bạn nhớ làm bài tập. Ví dụ như hôm nay các bạn học hết, nếu mà một tiếng hoặc là hai tiếng mình ghi âm như thế này dài quá đối với các bạn thì các bạn học một nửa, sau đấy ngày hôm sau các bạn học một nửa đấy. Hoặc là nếu mà các bạn nào kiên trì chăm chỉ thì các bạn học luôn một bài và hoàn thành luôn một bài, hôm sau các bạn vướng mắc chỗ nào các bạn lên các bạn học lại, sau đấy các bạn tải cái sách bài tập trên nhóm Facebook Mốt Mai Ca đã gửi lên cho các bạn, các bạn làm bài tập ngay ngày hôm đó cho mình để các bạn nhớ, đúng chưa, để chăm chỉ làm bài tập. Câu A mình viết lại là Junne Japonais, đúng chưa? Câu B sẽ là François. Sao viết CCD nha. Mình không dùng bàn phím tiếng Pháp nên mình không đánh được. François E Benzer. Benzer vẫn là Benzer nhá. Câu C sẽ là Carlo. Carlo C
Español. Không? Español. Đúng chưa? Không có ơ. Và cal e o thi xin. Đấy. Bạn nhớ nha. Đúng chưa? Ví dụ như chúng ta là người Việt Nam đúng không? Việt Nam miền là giống đực này. Còn giống cái sẽ thêm là nhìn, đúng không? Chính xác chưa? Ok. Tiếp theo. Cuối cùng rồi. Hết rồi, sắp hết rồi. Và cái phần communique là đối thoại, giao tiếp ấy. Communique là giao tiếp, đối thoại. Đấy. Thì là thứ nhất là au téléphone, tức là bởi điện thoại đấy, bằng điện thoại. Au téléphone. Mình khuyến khích các bạn là viết ra vừa giống y hệt như mình đánh máy như thế này cho các bạn, để các bạn mà nhớ nhá. Đặc biệt là các bạn vừa mới học, các bạn không có nhiều thứ mới. Là trên điện thoại. Trên điện thoại. Đây, mục số 5. Ghi rõ đây, mục số 5. Écoutez et relevez le numéro du bureau et du poste téléphonique. Tức là nghe và lấy cái số, ghi những cái số văn phòng và cái số telephonic này. Telephonic này, các bạn, nhiệm vụ các bạn là vừa nghe và lấy số. Và bây giờ mình sẽ bật cho các bạn nghe một lần. Bây giờ các bạn sẽ nghe một lần, sau đấy chúng ta sẽ mở transcript ra. Mình sẽ cùng nhau mình communiquer. Activité 5. 1. Monsieur Lamy, s'il vous plaît. Monsieur Lamy, bureau 5, c'est le poste 15. 2. Madame Beaufort, s'il vous plaît. C'est le bureau 8, poste 18. 3. Mademoiselle Da Silva. Bureau 3, poste 13. 4. Monsieur Buis. Oui, bureau 2, poste 12. 5. Madame Dubois, s'il vous plaît. Bureau 1, poste 11. Đấy, các bạn vừa nghe những cái số đúng không? Số Bigo và số Post Telephonic. Bây giờ mình sẽ mở transcript ra cho các bạn nghe. Không biết các bạn mới nghe lần đầu, các bạn có nghe ra được cái số là cái từ gì không? Chúng ta cần luyện tập nhiều thì chúng ta mới nghe quen được. Đấy, các bạn phải dành thời gian cho nó. Ok, đây là lesson 3. Đây, communique đây. Ok, mình sẽ bật lại để cho các bạn nghe một lần nữa. Và các bạn vừa nghe, các bạn vừa nhìn trên transcript này em người ta nói đến cái gì. Communique. Activité 5. 1. Monsieur Lamy, s'il vous plaît. Monsieur Lamy, bureau 5, c'est le poste 15. 2. Madame Beaufort, s'il vous plaît. C'est le bureau 8, poste 18. 3. Mademoiselle Da Silva. Bureau 3, poste 13. 4.
Monsieur Bui? Oui, bureau 2, poste 12. Sac. Madame Dubois, s'il vous plaît. Bureau 1, poste 11. Ok, vậy là chúng ta đã nghe một lần bài hội thoại rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ dịch ra cho các bạn hiểu cái bài hội thoại này nghĩa như thế nào. Được chưa? Các bạn biết rồi thì các bạn cũng có thể ấy lại. Cũng có thể nếu mà mình dịch không được hay, không được chuẩn như các bạn, thì các bạn có thể comment ở phía dưới video, đúng không? Post đây mình có ghi ra là Pigo, tức là văn phòng, post telephonic, tức là cái post điện thoại đấy, post điện thoại. Thường thường là trong văn phòng thì có nhiều phòng ban đúng không? Nhưng mà phòng ban đấy thì do ai phụ trách ở đâu và nhân số bao nhiêu đấy, kiểu thế. Theo mình hiểu là thế. Thì trong cái bài này này, chúng mình cùng nhau dịch này. Monsieur Lamy, tức là ông Lamy, thì s'il vous plaît, tức là làm ơn hãy chỉ cho tôi cái văn phòng của ông Monsieur Lamy. Thì người ta trả lời là Monsieur Lamy, bureau 5, tức là văn phòng số 5, và c'est la porte 15, tức là post số 15. Còn câu hội thoại thứ hai là Madame Beaufort, s'il vous plaît, tức là xin làm ơn hãy chỉ cho tôi văn phòng của Madame Beaufort số bao nhiêu chẳng hạn. Cellar Pigo 8, tức là đó là văn phòng số 8 và post số 18. 18, số 18 đấy. Còn Mademoiselle là cô đấy, Madame là bà, còn Mademoiselle thì là cô nha, cô chưa chồng nhá. Da Silva đấy, đó có phải là Mademoiselle Da Silva không? Thì còn văn phòng của Mademoiselle của cô Da Silva thì sao? Thì là số văn phòng số 3, post số 13, trois, và đây là 13. Monsieur Bui, Bui, đây chắc là người Việt này. Monsieur Bui tức là họ Bùi đấy, các anh họ Bùi đấy, mình võ đoán thế thôi, không biết có phải không. Vâng, Pigo số 2 và post số 12, tức là Pigo 2 và post 12. Đấy, các bạn nhớ đọc kỹ trong cái bài số 0 của taxi 1, mình đã hướng dẫn cho các bạn đọc các số từ 0 cho tới 100 đấy, các bạn nhớ đọc lại. Quay trở lại bài đấy để đọc. Đấy. Là Madame Dubois, s'il vous plaît. Thế còn Madame Dubois thì ở chỗ nào? Là Pigo số 1 và post số 11, tức là 1 và post 11. Ok. Vậy thì chúng ta đã nghe và đã dịch cái bài hội thoại này. Các bạn đã hiểu hết bài hội thoại rồi đúng không? Bây giờ chúng ta quay lại nhiệm vụ bài học của chúng ta. Chúng ta quay lại trang số 17. Đấy, nhiệm vụ bài học của chúng ta là đây. Trang số 18 đây nhé. Đấy. Và nhiệm vụ bài của chúng ta là chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa và ghi cái số văn phòng và số post post telephonic của từng người, từng số cho chúng ta. Và mình sẽ sửa bài ở đây. Activité 5. A. Monsieur Lamy, s'il vous plaît. Monsieur Lamy, bureau 5, c'est le poste 15. 2. Madame Beaufort, s'il vous plaît. C'est le bureau 8, poste 18. 3. Mademoiselle Da Silva. Bureau 3, poste 13. 4. Monsieur Bui. Oui, bureau 2, poste 12. 5. Madame Dubois, s'il vous plaît. Bureau 1, poste 11. Ok, mình đã ghi lại
Mình sửa bài như thế này. Các bạn có ý kiến gì thì các bạn ghi phía bên sau nha. Phía bên dưới video. Đây, nếu có cái ý kiến khác thì ghi bên dưới video. Về cái tên của người Việt Nam, họ Bùi mình nói đấy, thì tiếng Pháp người ta gọi cái từ này là bu. Hơi dị đúng không? Nhưng mà chữ u trong tiếng Việt thì người Pháp đọc là u. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang phần số 6. Tức là à vu, tức là các bạn. Mình ghi ra đây. Phần này là phần communique. À vu, tức là demander à votre voisin, hoặc là voisin, tức là hỏi cái người bên cạnh. Nếu các bạn học trên lớp thì các cô, các thầy sẽ yêu cầu hỏi người bên cạnh. Bạn voisin hoặc là voisin, nếu là giống cái là người bên cạnh. Đúng không? Ví dụ như là vous êtes professeur? Non, je suis étudiant, hoặc là je suis étudiante. Bạn là giáo viên ư? Là giảng viên, là giáo sư không? Tôi là sinh viên. Vậy thì câu sau, nếu mà các bạn tự học ở nhà thì các bạn cũng có thể tự luyện tập nói một mình. Là nói một mình, sau đấy ghi ra. Ví dụ nha, câu số 1 ghi là họ hỏi là vous êtes, đúng không? Vous êtes, mình sẽ bàn tiếng Việt cho nên là vous êtes photographe, nhà nhiếp ảnh à. Thế thì mình sẽ trả lời là no. Đấy, theo cái này này, ví dụ câu 1 thì người ta hỏi như này, và câu trả lời 2 luôn luôn là no, và bạn trả lời ra. No, je suis secrétaire chẳng hạn. Secrétaire là thư ký. Đấy. Câu số 2, ví dụ vous êtes française? Non, je suis vietnamienne. Câu số 3, ví dụ vous habitez en France? Mình trả lời là non, j'habite au Việt Nam. Được chưa? Câu 4 là vous êtes dans le cours d'italien? Non. Câu 4 cũng là non. Je suis dans le cours de français. Tôi trong lớp học tiếng Pháp, hoặc là tôi trong lớp học tiếng Việt. Bạn là je suis dans le cours de Việt Nam miếng, kiểu thế, đúng không? Đây là bài sửa của mình nha. Các bạn có thể tự sáng tạo, các bạn có thể tự luyện tập được, không cần có bạn bè bên cạnh, hoặc là các bạn nào có bạn bè bên cạnh thì càng tốt. Hai bạn học nhóm học chung với nhau, đăng ký kênh học chung với nhau thì lại càng hay, đúng không? Còn bạn nào mà chỉ có một mình thì lại càng hay nữa. Thế cả một mình có cái hay của một mình, đúng không? Và bạn có bạn bè học chung lại có cái hay của bạn bè, đúng không? Pronoun C, tức là phát âm. Mình ghi nghĩa tiếng Việt ra cho bên cạnh cho bạn. Phát âm. Thì ở đây les syllabes này, tức là cái từ. Mình viết đây. Le si la p. Đây là mình không có thời gian mình soạn bài, đây là mình hoàn toàn không chuẩn bị gì nhá, để mình test thử cái trình độ của mình luôn. Đây là những từ, đúng không?
écouter, lisez, là, nghe và đọc. Lire là động từ, lisez, động từ nguyên thể của nó là lire, là đọc. Còn dites, nói đấy, động từ nguyên thể của nó là dire, nói. Détacher les syllabes puis prononcer normalement. Détacher tức là tách ra đấy. Détacher tức là tách ra, rời rạc, tách ra. Mình đoán thế không biết có đúng không? Nếu mà sai thì các bạn xem từ điển. Mình cũng có thể xem từ điển được, nhưng mà mất thời gian tí. Nếu mà mình nhớ không lầm thì là détacher là tách ra, làm rơi rạc. Vì sao mình có thể mình nói câu puis tức là sau đấy, rồi sau đấy, puis tức là sau đó, sau đó là tiếp theo. Puis prononcer normalement, đây là bình thường. Normalement là bình thường. Và phát âm một cách bình thường, tách ra từng từ và sau đấy phát âm một cách bình thường. Ví dụ như đây, voilà le bureau. Voilà le bureau. Các bạn thấy không? Cái từ này, đây là cái câu này, cái câu hoàn chỉnh. Đây là mình tách ra từng từ để nói này. Voilà le bureau. Voilà le bureau. Này các bạn cùng nghe băng và các bạn cùng nói theo, tại vì đây là phần prononcer nên mình đề nghị các bạn là nói to lên. Chưa? Chúng ta cùng nghe nhé. Prononcer. Đấy. Người ta phát âm chỗ đây này. Prononcer. Voilà le bureau. Voilà le bureau. Yeah. Voilà le bureau. Voilà le bureau. Nói một câu hoàn chỉnh thông thường sẽ là voilà le bureau. Còn nếu mà cho các bạn mới đầu thì người ta sẽ tách ra như thế này, riêng rẽ như thế này cho các bạn đọc. Các bạn phát âm theo. Voilà le bureau. Câu số 2. Deux. Vous êtes étudiante. Vous êtes étudiante. Vous êtes étudiante. Vous êtes étudiante. Đấy. Tiếp theo. 3. Vous êtes Coralie. Vous êtes Coralie. Vous êtes Coralie. Vous êtes Coralie. Câu hỏi đấy, lên giọng ở cuối câu nhé. 4. Số 4. Je suis Martina Mar. Je suis Martina Mar. Je suis Martine Amar. Je suis Martine Amar. Đấy, ok. Nếu mà các bạn muốn luyện tập nữa thì các bạn cứ bật audio lên và các bạn nghe và các bạn nhắc lại. Thế thôi nhá. Ok, vậy là chúng ta đã học cùng nhau kết thúc bài số 2. Đây, bài số 2 chúng ta đã học cùng nhau trong vòng gần 2 tiếng đồng hồ. Mình đã ghi âm cũng như là mình đã giải thích ra cho các bạn những cái từ mới và những cái ngữ pháp cần lưu ý và các bài học trên kênh của nhóm mình. Ví dụ như ở đây, đây mình đã ghi tất cả các từ mới ra này. Ví dụ như giống như là song ngữ cho các bạn dễ học này, và mình sửa bài này, cũng như là mình nhắc nhở các bạn là nên xem cái video nào trên kênh của nhóm mình này. Các bạn
tự đọc sách nào này. Các bạn nếu mà các bạn không có sách ngữ pháp thì các bạn comment ở dưới video để mình tải sách lên cho các bạn. Và các bạn đối với danh từ giống cái kháng đực thì các bạn nhớ vào xem video hack não các danh từ trong tiếng Pháp nhá. Những cái đấy cực kỳ cơ bản, ngữ pháp cơ bản trong chuỗi video ngữ pháp cơ bản có cách chia của các động từ và phân nhóm các động từ, nó cực kỳ cơ bản dành cho người bắt đầu, chúng mình soạn ra dành cho người bắt đầu. Đấy, bài học ngày hôm nay cũng chỉ thế thôi và mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày tiếp theo, chúng ta sẽ học bài số 3 vào thứ năm tuần này. Ok, các bạn nhớ like video và chia sẻ cho các bạn khác cùng học. Và nhớ comment ở dưới video cho chúng mình biết là các bạn luôn active, các bạn theo dõi video và các bạn học cùng chúng mình. Còn nếu các bạn không học cùng chúng mình thì chúng mình cũng không post video lên làm gì cả, đúng không? Yeah. Kể cả comment xấu cũng được, comment tốt cũng được, nhưng mà xấu là phải chỉ ra cái gì không tốt để cho chúng mình phát triển nha. Và nếu tốt thì là tốt và chia sẻ cho tất cả các bạn nữa. Những ai đăng ký kênh thì cứ có video về thì chúng ta vào học. Còn những ai chưa đăng ký kênh thì chúng ta nên đăng ký kênh, tại vì tiến tới là chúng mình rất là bận và chúng mình sẽ không post hàng ngày lên Facebook để nhắc nhở cho các bạn được. Và vì vậy các bạn nên đăng ký kênh để học cùng chúng mình. Ok, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Bye bye.